Nằm trong chương trình hợp tác truyền thông, vừa qua Báo Nhân dân và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức tọa đàm khoa học, truyền thông và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm tuyên truyền các công nghệ nổi bật gần đây, giới thiệu các mô hình thành công về ứng dụng triển khai công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và doanh nghiệp, cũng như thảo luận các khó khăn và đề ra các giải pháp thúc đẩy triển khai công nghệ. Tại buổi tọa đàm, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân Quế Đình Nguyên khẳng định thời gian qua khoa học và công nghệ đã có những bước đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghiệp Việt Nam cũng cho biết đơn vị đã triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả ba lĩnh vực: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo cán bộ có trình độ cao. Cũng tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học đã trình bày những kết quả nghiên cứu, những công nghệ có tính ứng dụng cao và một số công nghệ tuy không được sản xuất thành hàng hóa tiêu dùng, song lại có tính ứng dụng rất cao như công nghệ quan trắc động đất, cảnh báo sóng thần, đồng thời đề cập đến các khó khăn và vướng mắc trong việc phát triển công nghệ, đề xuất cơ chế chính sách để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống.